Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu và tờ trình của Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp. Nhất trí cao với việc ban hành nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Dù việc ban hành này là không bắt buộc, nhưng để bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc nên cần thiết phải ban hành nghị quyết. Đại biểu Vũ Tiến Lộc cho rằng cần ban hành chính sách để khuyến khích hỗ trợ đầu tư mới để bảo đảm công bằng cho tất cả các doanh nghiệp. Thực hiện các thủ tục hành chính do OECD ban hành đã đưa ra hướng dẫn. Theo đó, bất kỳ khoản thuế tối thiểu nội địa nào mà tập đoàn đa quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp khiếu kiện, khiếu nại theo các thủ tục tố tụng hành chính hoặc tư pháp thì sẽ không được coi là thuế tối thiểu nội địa phải nộp, được trừ khỏi số thuế phải nộp ở nước mẹ. Thì điều đó có nghĩa là khi doanh nghiệp có hành động khiếu kiện với khoản nộp thuế bổ sung ở Việt Nam thì ngay lập tức họ sẽ có nguy cơ phải nộp khoản thuế đó tại nước ngoài. Và dù chưa biết là có thắng kiện hay thua kiện, thì điều này sẽ làm giảm động lực khởi kiện của các công ty đa quốc gia đối với chúng ta. Đại biểu cho rằng chính sách hỗ trợ đầu tư cần bảo đảm một nguyên tắc công bằng hướng tới tất cả các doanh nghiệp đạt được các tiêu chí cụ thể mà chính sách của chúng ta hướng tới, không phân biệt đó là doanh nghiệp thuộc đối tượng phải chịu thuế bổ sung hay không. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng cần thiết ban hành nghị quyết sẽ giúp môi trường thu hút đầu tư nước ngoài trên toàn cầu bảo đảm tính minh bạch, công bằng giữa các quốc gia. Việt Nam chúng ta nếu áp dụng việc áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu thì chúng ta sẽ được gì và mất gì? Tôi nghĩ rằng chúng ta được rất là nhiều. Cái thứ nhất là chúng ta đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Cái điểm thứ hai là chúng ta sẽ thu được một khoản thuế bổ sung từ cái thuế tối thiểu toàn cầu. Theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu hiện nay, có 4 nhóm quy định, nhưng theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay Việt Nam chỉ áp dụng 2 nhóm quy định tổng hợp thu nhập thuế tối thiểu và quy định thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn vào năm 2024. Về bản chất, đây là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Về bản chất, đây cũng là một khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhiều đại biểu đề nghị có phương án quy định phù hợp để bảo đảm tính thống nhất các quy định của văn bản quy phạm pháp luật, phân định rõ ràng thống nhất trong các quy định của cơ quan thuế, giúp bảo đảm dễ dàng khả thi khi áp dụng các quy định của pháp luật.